vợ chồng tôi không có con cái gì hết á. Cho nên nó cuối tuần hay rủ bạn bè về nhà tổ chức ăn uống cho nó đỡ buồn. Dạ. Vậy thì ngày hôm qua có khoảng mấy người có mặt ở đây ạ? Chỉ có vợ chồng tôi với con bé kế toán, mà tôi coi nó như là con cháu trong nhà vậy đó. Bé nó tên Mai Hân. Ngoài món ăn ngày hôm qua mà cô nấu ra thì cô có nhớ là chồng mình đã ăn món gì khác bên ngoài không ạ? Tôi có đặt thêm bánh pizza đó, mà mọi người cùng ăn mà. Trong chuyện này cô có nghi ngờ ai không? Trước giờ vợ chồng tôi đâu có xích mích với ai đâu. Nạn nhân là ông Trần Hoàng Kim, 56 tuổi, chủ của một công ty nhựa. Có vợ là bà Lệ Hoa, 50 tuổi, đồng sở hữu công ty. Cả hai vợ chồng họ đều không có con. Theo lời của bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho nạn nhân ngày hôm đó, nạn nhân tử vong do bị suy gan cấp, chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Khả năng cao là bị trúng độc. Đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để có kết luận chính xác nhất. Như vậy, dựa theo lời khai của bà Hoa, nghi phạm phải là một trong số những người có mặt trong bữa ăn ngày hôm đó, bao gồm bà Lệ Hoa, vợ của nạn nhân, Mai Hân, kế toán của bà Hoa, và cả Hồ Thanh Quang, shipper giao chiếc bánh pizza. Lúc đó em đem bánh đến địa chỉ gần giao. Em có bánh chuông. Em chờ khoảng chừng một chút thì chủ nhà ra mở cửa. Em giao bánh với nước xong thì chủ nhà đưa tiền, nhưng họ không lấy lại tiền thối. Em lấy tiền xong rồi em ra về. Đúng vậy, hôm đó tôi tới sớm để phụ cô chú nấu nướng, sau đó chúng tôi ăn chung với nhau. Vậy cô chắc chắn là ngày hôm đó ông Kim không ăn món gì khác sao? Ừ, tất cả chúng tôi đều ăn giống nhau hết. Đồng chí ngồi đi. Qua xét nghiệm, thức ăn thừa và các mẫu hóa chất thu thập được tại nhà nạn nhân đều không chứa chất độc. Nhưng điều đáng nói ở đây là sau khi xét nghiệm tử thi và kiểm tra tế bào gan, tôi phát hiện được hỗn hợp chất độc rất đặc biệt trong gan nạn nhân. Có đến 15-20 chất độc hỗn hợp. Sử dụng chất độc có tính toán sẵn. Rõ ràng hung thủ không phải là tay mơ. Đúng. Có lẽ dù đầu độc này đã được lên kế hoạch sẵn, và hung thủ phải là người am hiểu về hóa chất. Nạn nhân và vợ mình đồng sở hữu công ty nhựa, mà nhựa và hóa chất thì liên quan mật thiết với nhau. Nếu như trong vụ án này chúng ta loại trừ đối tượng Mai Hân và anh shipper ra, vậy thì chỉ còn duy nhất một người, chính là Lệ Hoa. Vợ chồng họ coi em như người thân, có lẽ em sẽ biết được nhiều thứ. Thì cũng có. Vậy vợ chồng họ có hòa hợp không? Lúc trước thì có, nhưng khoảng thời gian gần đây cô chú hay cãi vã nhau lắm. Em biết họ cãi nhau về chuyện gì không? Khoảng một năm trước, công ty nhựa của vợ chồng cô chú bị cháy, có vài công nhân bị thương. Vì chuyện này mà kinh tế của cô chú có vấn đề, rồi vợ chồng cũng bắt đầu lục đục luôn. Vụ cháy đó có thiệt hại gì người chứ? Có một nữ công nhân bị phỏng toàn thân, những người khác chỉ bị thương nhẹ thôi. Em biết nữ công nhân đó tên gì không? Cái này thì em không rõ. Cô chú uống nước. Cảm ơn cô. Có tin tức mới về chuyện đó sao? Chúng con vẫn đang điều tra, nhưng ngày hôm nay chúng con tới đây là có chuyện muốn hỏi cô. Thì cô chú cứ hỏi, tôi biết gì thì tôi nói. Chúng tôi muốn cô cung cấp toàn bộ thông tin của tất cả những công nhân bị tai nạn xảy ra trong vụ hỏa hoạn cách đây hơn một năm trước. Chuyện đó cũng lâu rồi mà,
cô chú nghi ngờ cái vụ đó có liên quan đến cái chết của chồng tôi sao? Chỉ là chúng tôi không muốn bỏ sót bất cứ một manh mối nào thôi. À, tôi hiểu rồi. Để tôi gọi điện cho phòng nhân sự. Cái người bị thương nặng nhất là Lê Thị Hòa. Mặt cô ta bị biến dạng hoàn toàn. Còn những người khác chỉ bị thương nhẹ. Tự ghi mà con quà tôi nó bị tai nạn, nó không ăn không ngủ, không nói không cười. Cô chú không thấy đó. Tôi sợ gương kiến tôi đều dẹp hết. Nhưng mà rốt cuộc không bao lâu thì nó cũng nghỉ khuẩn. Dạ, vậy chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi cô? Cũng được nửa năm rồi. Vì sao chuyện đó công ty có hỗ trợ gì không cô? Hồi lúc ở trong bệnh viện á thì họ có lo tiền viện phí, nhưng mà khi xong rồi thì không ai hỏi han gì nữa. Thôi. Cái gì? Trời. Làm hết hồn vậy cha. Có thật việc mình đúng không? Có thật gì đâu, tao có làm gì đâu. Ủa, sao ở khu này chuột chết nhiều vậy mày? Tao giết á. Tao ghét mày. Tao giết để cho nó phân hủy, cho mày hủy chơi á. Dạ. Giỡn không ba? Ai kêu mày cứ chọc tao hoài làm chi? Mỗi ngày giỡn hoài. Qua đây làm gì? Tao có chai rượu ngâm, nhậu không? Ừ, nhưng mà bây giờ tao phải vô lấy đồ đi công chuyện rồi. À, về mày chuẩn bị đi. Rồi xong rồi tao xong công chuyện á, mày tao qua. Qua nhà tao hả? Ừ. Không được đâu. Nhà tao phòng ốc bày bộn lắm. Ủa vậy rủ làm chi? Thì ý là tao rủ mày ra quán bà Hai nhậu. Bây giờ tính vậy nè, mày xong công việc đi rồi alo tao ra quán bà Hai. Ờ cũng được. Nha, đi đi. Còn tôi, nó chết hoang quá. Nó và người yêu của nó đang dự định làm đám cưới. Người yêu? Dạ. Hai đứa cùng làm chung một công ty. Nó hiền lành, ngoan ngoãn lắm. Hồi lúc con Hòa mà còn sống á, nó thường lui tới đây nè. Dạ, cậu ta tên gì? Dạ, là người thế nào à? Tôi nghe Hòa nói á, thường gọi với nó cái tên ở nhà là thằng Bo. Còn tên thật của nó tôi cũng không có hỏi tới nữa. Nó hiền lành, nó ngoan ngoãn lắm cô chú à. Chị có số điện thoại hoặc là địa chỉ liên hệ của cậu ta không? Điện thoại thì có số, nhưng mà điện thoại tôi nó hư mấy bữa rồi tôi chưa có sửa. À, mà hình như nó có ghi địa chỉ cho tôi. Vậy tốt quá rồi, cô có thể cho con xin địa chỉ được không ạ?
15 phút nữa bánh chín nha. Mình ăn đỡ bánh pizza trước đi. Ừ thôi. Con uống nước ngọt luôn nha. Thôi, để cháu nó uống bạc hà với tôi nè. Mình uống bạc hà ha. Đây, cô cháu mình uống nước bạc hà ha. Nè con. Uống đi em. Con uống đi. Không rồi. Của Quang, tức người shipper. Cho em hỏi là em chỉ là đi bắt chuột chết, tại nó chết nó hôi quá, chứ em đâu có làm cái gì đâu, mà sao mấy anh chị lại bắt em lên đây một lần nữa vậy? Hôm bữa em đã khai hết trơn rồi mà. Chúng tôi nghi ngờ trong chai nước và chiếc bánh pizza mà anh giao ngày hôm đó cho nhà của ông Khiêm và bà Hoa có tạp chất độc. Ủa sao lại như vậy được? Tại vì tụi em là giao hàng bình thường chứ đâu có thù oán gì với người ta đâu mà tụi em tẩm chất độc để làm gì? Anh coi lại có nhầm không nè? Tụi em? Dạ đúng rồi. Em với thằng Lân bạn em á là đồng nghiệp với nhau cho nên là tụi em hay đi giao đơn hàng giùm cho nhau. Bữa đó nó bị đau bụng cho nên là nó nhờ em giao giùm nó. Quang. Ủa Lân, sao giờ chưa đi giao hàng nữa? Sáng nay tự nhiên tao đau bụng quá, giao không nổi. Mày giúp tao giao giùm hai đơn hàng được không? Cũng được, ở đâu nói tao giao cho. Cái đơn này là mày giao bên khu dân cư cao cấp Đô Hà nha, Villa Đô Hà. Được nhớ chưa? Còn mấy đôi giày này á, mày giao bên cái sân bóng đá mini bà Năm á. Bà Năm mà mối quen của tao á. À nhớ rồi. Ừ. Ê, kỹ nha mày. Một bên là khu Villa Đô Hà, còn cái đôi giày là sân bóng đá Bà Năm. Biết rồi, bây giờ nè, mày nhắn tin cái đơn hàng qua tao đi. Từ từ.
dùng hung khí để tấn công người thi hành công vụ, anh có thể sẽ phải đối diện với một trong hai mức án. Một, cải tạo không giam giữ ít nhất trong vòng 6 tháng. Và hai, cải tạo có giam giữ từ 6 tháng đến 3 năm tù. Chúng tôi tìm thấy những thứ này trong phòng trọ nhà anh. Anh giải thích thế nào? Tôi không biết gì hết á. Anh biết người đàn ông này chưa? Không, không quen. Chúng tôi điều tra được, trước đây anh là nhân viên phòng thí nghiệm của công ty nhựa mà gia đình ông Khiêm làm chủ. Điều đó lý giải vì sao anh rất am hiểu về chất độc, đúng chứ? Mấy người nói tầm bậy tầm bạ vậy? Tôi không biết gì hết á. Vậy thì chắc anh biết cô gái này chứ? Những việc anh làm mục đích là để trả thù cho Hòa, đúng không? Đúng. Tại vì họ mà Hòa mới chết. Các thằng có biết á, Hòa là một người sôi nổi, Hòa độc, nhưng phải trở thành một người suy sụp, bị trầm cảm. Các người có bị trầm cảm không? Các người hiểu được nỗi đau đó không? Hòa ơi, tại sao con lại suy nghĩ dại dột như vậy hả? Con chết rồi, mẹ biết sống làm sao đây? Bò, cái ngày mà con Hòa nó tự vẫn, nó cứ nhắc tới con suốt. Nó nói nó xin lỗi con vì nó không giữ được một hình hài nguyên vẹn. Nó không thể làm vợ của con với cái bộ dạng này. Hòa ơi, trời, chúng tôi chờ dù chỉ là một lời xin lỗi nhưng mà không có. Họ vẫn im lặng, không một tiếng xin lỗi. Họ coi mạng sống của Hòa chỉ là cỏ rác. Khi Hòa mất rồi á, tôi luôn nghĩ cách trả thù, phải trả thù. Nên trước khi nghỉ việc công ty á, tôi đã lấy ăn cắp chất độc ở phòng thí nghiệm. Rồi sau đó về nhà, tôi tự điều chế và phân phối liều lượng thích hợp nhất. Tôi theo dõi quan sát gia đình họ, từng người một. Biết gia đình của họ thích ăn pizza, nên tôi mới xin làm shipper để chờ cơ hội. Và khi gia đình họ đặt bánh, anh không dễ gì bỏ qua cơ hội mà biết mình ra tay. Vì họ đã quá quen mặt với tôi. Từ bữa đó, tôi giả bộ bệnh để nhờ quan giao hàng giùm. Dù thật lòng, chính tôi muốn là tại giết họ. Tôi phải giết họ. Vì chai nước đã được tẩm thuốc độc, cho nên lượng ga cũng đã bị giảm đi đáng kể. Chính vì tình tiết quan trọng đó, giờ nạn nhân kịp thời nhớ ra nên đã trình báo cho chúng tôi biết. Chỉ một chi tiết nhỏ mà kế hoạch hoàn mỹ của anh bị sụp đổ. Chắc anh đang rất tức giận. Anh còn một cơ hội cuối cùng. Anh có hối hận về những việc mình đã làm không? Tại sao tôi phải hối hận? Họ đáng chết mà.
không hối hận gì hết á. Những gì tôi làm là đúng. Anh đã thù được cho em rồi Hòa ơi.